Ok, trận đấu cực kỳ hay, Hùng đang chờ đón nó. Đã có góc máy quay cho anh em. Anh em xem góc này ổn chưa ạ? Ok, chúng ta đến với trận đấu đôi nam vòng thứ 2 giải cầu lông Hà Nội mở rộng. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi, một trong những ứng cử viên cho chức vô địch, cặp đôi Giang Phú, và đối thủ của họ cũng vậy, cặp đôi Hưng Dương. Hay quá, trận đấu bắt đầu. Rất hay. Còn không, vẫn còn. Ăn rồi. Cầu tốt. Điểm số đầu tiên cho Hưng Dương. Hùng xin tiết lộ cho mọi người một thông tin, đó là vận động viên Giang, tay vợt mặc áo đại học thủy lợi này đây, và đối thủ tay vợt áo trắng, là hai vận động viên cực kỳ hợp nhau và họ đã cặp nhau đánh rất nhiều giải đấu và giành rất nhiều các thành tích. Tuy nhiên trong trận đấu này họ lại là đối thủ của nhau. Đập cầu tốt, một pha thủ cầu lỗi của Tùng Dương. Điểm 2-1, anh Minh Phú giao cầu. Trận 6-6, đôi nam 21-65. Xin mời đội viên Dương. Không hiểu sao trong tình huống đó vận động viên Dương lại đánh cầu trượt ạ. Điểm số 3-1. Oh. 4-1. Rõ ràng là cặp đôi Minh Phú đã Nguyễn và Nguyễn Giang họ đã tự tạo ra lợi thế cho mình bằng việc họ đến sân rất sớm để khởi động. Họ đã đến sân đến trước nửa tiếng để khởi động, trong khi cặp đôi Dương với Hưng thì đến khi thi đấu rồi mới ra sân. Đó là một lợi thế cho cặp đôi phía gần màn hình. Đấy là lợi thế mà mình có thể tự tạo ra. Mọi người công nhận đúng không ạ? Điểm bao nhiêu, hình như 5-1 rồi. Khả năng cao là cặp đôi Hưng với Dương sẽ thua trong set đấu thứ nhất, bởi vì họ đánh cảm giác chưa vào tay, đánh hỏng nhiều quá. Cầu ngang rất hay từ anh Phú, 6-1. Khởi đầu hết sức ấn tượng. Nếu Giang Phú giành chiến thắng trong set đấu này thì khả năng cao chung kết sẽ là Đồng Hải và Giang Phú. Đó là dự đoán của Hùng. Bài cầu mở lối từ Nguyễn Giang. Mai mới cắt được dây, thủ cầu vẫn còn. Cầu không qua lưới, tiếp tục là một điểm số cho Hưng Dương. 3-6, 3-7 rồi. Dương Idol cố lên, ok, Văn Trung Nguyễn cổ vũ cho Dương Idol. Thằng em Văn Trung Nguyễn giờ đánh ở đâu em? Giải này giải gì vậy anh? Ok, đây là giải Hà Nội mở rộng nha anh ơi. Cầu tốt. Điểm số rút ngắn 4-8. Cố Nga. Tiếp tục là một điểm số cho Dương Hưng. 5-8 rồi. Khoảng cách chỉ còn là 3 điểm nữa. Cao. Cổ tay các vận động viên cực kỳ tốt. Vẫn còn. Hay quá nhỉ. Wow. Bên kia họ bắt đầu lì hơn rồi, khi họ đã vào tay rồi họ phun thủ. 6-8. Cả hai đôi vận động viên này đều người nhà mình cả, nên là không biết cổ vũ cho ai, nên là sẽ cổ vũ cho cả hai. 6-8. Trong trận đấu này dường như vận động viên đó tình huống không hiểu ý nhau. Vận động viên Dương đã nhanh chóng tiến lên bắt lưới, còn vận động viên Hưng thì khá bất ngờ trong tình huống đó. Anh đã bị đánh lừa. Mọi người giúp chia sẻ live stream này đến nhiều người hơn đúng không ạ? Mỗi người chỉ cần một cái chia sẻ thôi,
Hello bạn Chiến Nguyễn nha. Cơ hội tấn công. Vẫn thủ lên được. Một pha phòng thủ rất xuất sắc của tay vợt Nguyễn Giang. Đáng tiếc tình huống cầu với đã khiến Tùng Dương là cô hỏng. Điểm số 16. Anh Minh Phú giao cầu. Nguyễn Giang đã có một tình huống di chuyển lên lưới rất hợp lý. Nếu như anh đã đọc trước tình huống phản ứng của đối thủ rồi, đọc trước được đường cầu của đối thủ rồi. Nửa set đầu thứ nhất đã trôi qua, điểm số 11-6 nghiêng về cặp đôi Minh Phú và Nguyễn Giang. Hello anh Nguyễn Cường đây, lứa tuổi trẻ nhanh hơn 16-30. Mọi người cho Hùng biết là mọi người xem live stream có được rõ không ạ? Nếu mọi người thấy live stream rõ thì mọi người hãy comment 1, nếu là thấy live stream mờ comment 2 để Hùng được biết cái hiện trạng hiện tại mọi người đang phải xem không ạ? Hello Nguyễn Văn Long nha em. Xin giới thiệu mọi người, Nguyễn Văn Long là một tay vợt cực kỳ nổi cực kỳ tên tuổi trong làn cầu lông sinh viên Hà Nội. Nguyễn Văn Long cặp Trần Đức Duy là một đôi rất mạnh, một cặp đôi hàng đầu của cầu lông đôi nam sinh viên. Anh Phú người rất dài, xoa lưới bắt lưới rất tự tin từ Nguyễn Giang. Và lúc nãy Hùng quan sát thì Nguyễn Giang trong quá trình, anh Phú và Nguyễn Giang trong quá trình khởi động thì họ đã tập những quả xoa lưới và ẩn lưới đó rất là nhiều lần. Văn Sườn rất tốt. Mười bốn sáu. Tự cắt dây rồi. 7-14, Tùng Dương giao cầu. Em chào chị Bùi Kiến nha, nét mà chắc do mạng của người xem yếu thôi. Em cảm ơn anh Nguyễn Thành Trung nha, vậy em yên tâm rồi. Cùng không chơi à em? Em mạnh quá họ không cho chơi anh ạ. Em bao giờ chả vô địch. Vô địch giải bình luận. Cả giải này, đợt xưa thì có một số bạn bình là live stream cùng với em, nhưng mà có vẻ sau thời gian lâu họ cũng chán rồi. Tại vì mọi người vào xem hết ly của em rồi, chả có ai xem ly của họ cả. Ok chị Nguyễn Nhung, em đi ly giải, hôm nay đi ly giải nên là không bán hàng cũng không trả lời tin nhắn mọi người được ạ. Hôm nay cái like cái giải này nó đến bất chợt quá, thực ra em không biết cái giải này đâu. Sáng sớm Nguyễn Học nó gọi điện nó bảo anh có ra Hoài Đức không, ở ra Hoài Đức làm gì, đang có giải Hà Nội mở rộng nên nó chụp cho mình. Mình vội vàng mình đánh răng rửa mặt rồi mình phi ra sân. Cầu hay. Minh Phú và Nguyễn Giang đánh rất hợp ý nhau, rất chủ động tì lại. Dương cũng rất chủ động tì lại nhưng mà đó là một tình huống thiếu lực. Điểm số 18-8, khoảng cách tương đối lớn. Trận 6-8, đôi nam nữ 5-6-30, mời ơi Thương Hòa Hoàng Minh cảm ơn Hải Quân Hòa Đông. Điểm số rút ngắn 9-18, gần như là cơ hội là không còn cho cặp đôi Dương Hưng trong set đấu thứ nhất này rồi. Dù sao thì Phú Giang vẫn được đánh giá cao hơn. Cầu ngoài sân. Mười mười tám. Tì lưới không qua. 20-10. Anh Phú đánh chặn lưới hay quá nhờ. Giang với Phú hôm nay chặn lưới cực kỳ hay luôn. Mà họ phản cầu cũng rất tốt. Bên kia đập bao nhiêu họ phản ngược lại hết. Hello anh Hưng ơi.
Hello Đức Vương fan cứng cộng 1 luôn nha. Tuyệt vời quá. Nãy giờ mới nhìn thấy một fan cứng cộng 1. Em cảm ơn chị Bùi Quyến rất nhiều, ly duyên nhất luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Việt Cường đã tăng bạn vào xem nha. Hello anh Hùng Nguyễn Giang gặp cặp với Minh Phú à. Đúng rồi Dương Bình Quân ơi. Nguyễn Học có đánh giải này. Nguyễn Học sáng cặp với Sơn. Nguyễn Học cặp với Sơn nhưng mà thua mất đôi đồng với cả Hải rồi. Đôi Hồng với Hải, Đà Hải là một đôi rất mạnh và họ đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Và theo anh dự đoán thì chung kết sẽ là cặp đôi Minh Phú và Nguyễn Giang đối đầu cặp đôi Đồng Hải, và đó sẽ là một trận đấu cực kỳ hay. Nhưng trước tiên họ phải vượt qua Tùng Dương và anh Hưng đã. Chưa biết điều gì đâu. Dương và Hưng mà đánh vào tay thì một pha cầu rất chìm, Nguyễn Giang đã sai lầm trong tình huống lên lưới bắt bài như vậy. Thủ rất hay, thủ rất hay, vẫn còn. Bên này sung lên đi, rồi 2-0. Bắt đầu vào tay, căng tay rồi, chưa biết nào. Hello anh Nguyễn Cường, Zonic, Volchic 7, em không có anh ơi. Em hiện tại thực ra là chưa bán vợt đâu, với cả em làm toàn chuyên leaning thôi. Nên là không bán Zonic anh ạ, không làm Zonic. Em chào chị Hiêng Sofa nhá. Nguyễn Học sáng bị loại mất rồi em ạ. Anh phải cảm ơn thằng Nguyễn Học, nó đã gọi anh ra nên là anh mới biết giải này. Nhưng mà vừa mới ra live stream thì nó đã thua mất đôi Đồng Hải mất rồi. Đập cầu tốt, bên này bắt đầu bật rồi đây. Bật à? Điểm số 3-0. Tùng Dương rất bình tĩnh, 4-0. Đó là một tình huống bỏ cầu không chính xác của Minh Phú. Các vận động viên đều có kỹ thuật rất toàn diện, cả công thủ lẫn chém cầu và tìm ngang. Cặp đôi Tùng Dương và Hưng đã tăng tốc rất nhanh, họ giành 5 điểm số liên tục, điểm số 5-0 rồi. Liệu rằng họ có với lợi thế này họ có thể thành chiến thắng trong set đấu thứ 2 để chúng ta cùng thưởng thức set đấu thứ 3 không? Cũng vẫn đang rất mong chờ cái điều đó. Tranh thủ vận động viên nghỉ giải lao, anh em mình tương tác với nhau tí nào. Có gì nói với nhau không mọi người? Chào nhau một tí cho vui nào. Idol Dương đánh hay quá. Ok Văn Trung Nguyễn, kể từ lúc xem ly anh Hùng đến giờ mong thấy anh Hùng tham dự giải. Ok, mong được thấy anh đánh giải thì đơn giản. Thế thời gian tới anh sẽ đi đánh giải, không live stream nữa. Anh đùa đấy. Thời gian tới thì anh đi đánh giải chuyện bình thường mà. Ngày xưa anh có đánh nhưng mà bây giờ không chơi nữa, tại vì đánh mãi có được giải đâu mà đi đánh làm gì nữa. Tìm đồng đội khó lắm mọi người ạ. Rất đáng tiếc. Rất hay. Trận đấu thứ hai này đã hay hơn trận đấu thứ nhất rồi. Công thủ đều rất toàn diện, đã chiến thắng trong pha cầu này sẽ thuộc về cặp đôi nào nào? Wow. Ok, chiến thắng cho Tùng Dương và anh Hưng. Điểm 6-3. Ok, anh quyết định em đánh giải cũng được mà. Hãy để em làm cục tạ của anh, ha ha ha. Anh đánh với Văn Trung Nguyễn thật cảm giác không hợp em ạ. Anh em mình đánh không hợp. Lâu lắm rồi không thấy Trung vào sân tài chính đánh em ơi. Dạo này chơi đâu rồi? Thủ cầu rất hay từ anh Minh Phú. Cổ tay mọi người xem, cả bốn vận động viên họ thủ cực kỳ tốt luôn. Rồi, cầu tốt.
Có vẻ cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta lì lợm hơn anh em nhờ. Điểm số 7-3 đang nghiêng về cặp đôi Tùng Dương và anh Hưng. Cặp đôi phía gần màn hình. Trong set đấu thứ nhất thì cặp đôi phía xa màn hình giành chiến thắng nhé mọi người. Cầu lỗi 7-8-3 rồi. Khoảng cách 5 điểm rồi. Rất đáng tiếc tình huống đập cầu cạnh vợt của Nguyễn Giang. Vẫn lên được. Dương phun thủ rồi. Hay quá, cầu trong sân. Xin giới thiệu đến mọi người tay vợt áo trắng, tay vợt Tùng Dương là tay vợt số 1 của trường Đại học Mỏ Địa Chất. Anh đã 2 năm liên tiếp vô địch nội dung đôi nam nữ giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Một tay vợt rất xuất sắc trong lứa tuổi sinh viên. Và cũng là tay vợt 2 năm liên tiếp nhì tỉnh Thái Nguyên. Nhìn lối đánh thì rất đơn giản và không có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng mà vào đánh thì mới biết được. Đó là một vận động viên đánh cầu rất lì và thông minh. Đấu cầu nào. Hay quá nhờ. Anh Phú đã không xoay sở kịp trong tình huống cầu vừa rồi. Vâng, thế trận của trận đấu thứ hai này nó hoàn toàn ngược lại với trận đấu thứ nhất. Như trong trận đấu thứ nhất thì cặp đôi phía xa màn hình họ áp đảo, và trong trận đấu thứ hai này cũng vậy, cặp đôi phía gần màn hình lại áp đảo ngược lại. Điểm số đang là 13. Tỷ lưới rất chủ động từ Tùng Dương. Tỷ rất hay. Sân hơi loang nên ra là mọi người không nghe thấy âm thanh của cầu, của vợt. Hay quá nhờ. Cầu ngoài sân. Điểm số rút ngắn 4-10. Ok, chị Nguyễn Nhung LTHB. Xin chào chị Thu Dịu nhá. Sao trận cầu càng hay thì lại càng ít người xem đi là sao? Các vận động viên tì cầu rất khó chịu. Vẫn còn. Cầu ngoài sân. Đổi điểm 5-10. Đôi nam cuối cùng thì cũng cắt được 11 năm. Các vận động viên nghỉ giữa hiệp. Hay đấy, thắng xe 2 đấy. Hello Hoàng Lan, xin chào Hồng Quân, xin chào tất cả mọi người. Có ai còn nhớ Hùng không ạ? Nếu trong số các bạn đang theo dõi live stream này chưa từng xem live stream của Hùng và cũng không biết đến Hùng thì cho Hùng có cơ hội được làm quen được không ạ? Mấy khi chúng ta có cơ hội gặp nhau như thế này. Mọi người cho Hùng làm quen nhá. Nếu chúng ta chưa quen biết nhau thì hãy cho Hùng làm quen với mọi người. Mọi người hãy comment hello, hãy comment xin chào, hãy comment hi, hãy comment bất cứ điều gì đó để Hùng chào lại nào. Ok, anh Hồng Quân, đây là giải cầu lông Hà Nội mở rộng. Điểm số 11-5. Thì cầu hay thế nhờ Dương ơi. Ăn rồi. Hết. 12-5. Anh Phú Hưng giao cầu. Đó là một tình huống theo Hùng đánh giá là không hiểu ý nhau. 62. Phát cầu rất tốt từ Nguyễn Giang. Những pha bắt cầu ngang là sở trường của Nguyễn Giang. Hùng hay gọi Giang là Giang Kenvin. Là các vận động viên phía đôi Dương với Hưng chú trọng những pha cầu đó. Cầu ngang mà không chìm lưới là lập tức Giang nó sẽ bắt được ngang.
khi đánh với Giang thì rất dễ các bạn sẽ bị cầu cắm vào người bất cứ lúc nào. Giải thưởng thì em không nắm được anh Xuân Trường ạ. Về cái giải đấu này thực sự em còn không biết cơ. Cho đến khi mà buổi sáng nay khoảng hơn 9 giờ Nguyễn Học nhắn tin cho em thì em mới biết. Thế là bỏ hết công việc các thứ, phi đánh răng rửa mặt phi xuống ấy thôi. Phi xuống quay thôi. Nếu mà không may mà gửi hàng muộn cho mọi người 1-2 hôm thì rất là mong mọi người thông cảm nha. Liên tục những tình huống đấu cầu ngang và chiến thắng là thuộc về anh Phú Hưng. Vẫn thủ được, cổ tay rất khỏe. Cầu ngang. Vẫn thủ được nhưng đó là một tình huống cầu ngoài. Đổi điểm 9-14. Điểm 9-14. Mười 14, cầu ngoài rất đáng tiếc. Nguyễn Giang giao cầu. Đánh lưới hay quá. Bọc lót cho nhau rất tốt. Thủ tay quá khỏe. Tiếc quá Dương ơi. Đặt luôn lưới đi cho nhanh. 11-14 rồi. 3 điểm số liên tiếp cho cặp đôi Phú Giang. Gần dường như Dương và Hưng đang hơi bị cuốn. Trận 70. Đôi nam 5-6-10. Mời đôi Trung Triều Mỹ Đức sân khấu thi đấu. Hello Hưng con nhá. Trận 70. Hưng con có phải Hưng con Bắc Ninh không em ơi? Có phải Hưng Đức không em? Hello Đỗ Thanh Phúc. 11-14 rồi. 11-14. Rồi. Cuối cùng thì cũng cắt được dây 15-11. Mai cắt được quả phát cổ họng. Bố Hồng Dương. 12-15. Vẫn lên. Hay quá nhờ. Và anh Minh Phú đã có một tình huống xử lý cầu cực kỳ tinh tế. Một tình huống ẩn cầu bằng cổ tay rất hay. Sau đó pha dứt điểm thì không thể có cơ hội cản phá rồi. Ok, hello anh nhé, xin chào Đỗ Thanh Phúc nhá. Em chào anh Hùng nhé, có phải Hưng con Bắc Ninh không em? Rồi, vẫn còn. Cầu ngoài sân, đó là một tình huống cầu dường như đã loại bỏ hoàn toàn đối thủ rồi. Nhưng rất tiếc, cầu đã ra ngoài một tí. Điểm số 16-13. Hay quá nhở, lắc lưới nhưng vẫn chưa thể ăn được. Phải nói là anh Hưng bình tĩnh thật, cả Tùng Dương nữa, với những tình huống tì lưới rất chủ động. Vâng, rất ngẫu hứng từ Nguyễn Giang. Xoay thêm quả nữa, không được rồi. Khoảng cách vẫn là 3 điểm. Cơ hội chiến thắng vẫn đang nằm gần với cặp đôi Giang Dương Hưng hơn. Tôi cố gắng cống hiến cho anh em thêm xét nữa. Mấy khi có trận hay như này. Không qua rồi. Hỏng cầu vặt rất đáng tiếc. 16-18 thì phải. Cơ hội tấn công. Tùng Dương xoay sở rất nhanh. Trận 72. Bom. Vẫn còn. Còn không? Ăn rồi.
Thì lưới rất hay thì Nguyên Giang cơ hội giành điểm. Anh Phú đập xa tầm tay khó chịu đấy nhở, vẫn còn. Cao rồi. Còn một quả nữa thôi, khoảng cách ấy. Mùi ơi. Điểm 16-17 rồi. Dương Hưng có qua được cơn sóng gió này hay không? Mong muốn xem xếp 3 lắm anh em ạ. Thực sự hay. Hello Sport lại giải gì vậy? Ok anh Quang Huy Nghĩa, xin chào anh Phan Cứng nha. Đây là giải Hà Nội mở rộng anh ơi. Giải cầu lông Hà Nội mở rộng, tranh cúp năm nay không có nhà tài trợ. Anh Phú tì lưới khó chịu thật, nhưng đó là một tình huống ngoài sân. Còn sau va điểm vừa rồi thì cặp áp lực đã giảm nhẹ một chút cho cặp đôi Dương Hưng. 18-16. Rồi bóng lót rất hay. Nên chú ý những pha cầu ngang của Nguyễn Giang. Hay thế nhở. Giang nó nhanh lắm. Tay nó dẻo cực kỳ luôn mọi người ạ. Nó tạt ngang không bao giờ ra ngoài. Cực chìm. 18 đều à? Nhanh thế. Vẫn qua, tưởng hỏng cơ. Cho Giang, đẩy Giang xuống dưới là hợp lý. Ăn rồi. Trận 7-3, nội dung đôi nữ tháng 4 năm nay. Mời đôi. Hùng nhầm một chút về điểm số nhá. Điểm số là 19-16 nghiêng về cặp đôi Dương Hưng. Anh em mình khả năng cao được xem xếp 3. 19-16. Trận 7-3, đôi nữ tháng 4 năm nay. Mời đôi Kiều Hương Ba Vì, cặp đôi Vân 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 Dung Bắc Tử Liêm về sân khấu. Cầu trượt từ Nguyễn Giang. 20-16 điểm số cuối cùng. Điểm số cuối cùng của xét đấu thứ hai. 95% anh em mình được xem xét 3. Anh em nào cổ vũ cho cặp đôi phía gần màn hình Common 1, cặp đôi cổ vũ cho cặp đôi phía xa Common 2 nào. Xem fan của bên nào đông hơn. Và anh em đưa ra dự đoán luôn là cặp bên nào giành chiến thắng. Không qua lưới. Bên này không tập trung là cẩn thận lại thua ngược đấy. 17-20. Xoay tay rất nhanh. Tùng Dương có vẻ quay tay rất tốt. Vẫn còn ve cầu. Hay quá. Không lên rồi. 18-20 rồi. Cẩn thận thì không lại bị bật. Ok, Văn Trung Nguyên cổ vũ cho đôi gần màn hình. Anh Hưng Mai cổ vũ cho đôi xa màn hình. Tuấn Trần cổ vũ đôi xa màn hình. Ok, trận đấu thứ hai kết thúc. Điểm 21-18 cho cặp đôi Dương Hưng. Vậy là chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu thứ ba. Hùng đã nói từ đầu rồi, đây là một trận đấu rất hay và hai đôi thì rất là ngang nhau. Mọi người xem xong set đầu thì mọi người cứ nghĩ rằng cặp đôi phía xa màn hình họ sẽ dễ dàng thắng trong vòng 2 set. Nhưng thực tế đã không như vậy. Dương Hưng đã khá xuất sắc trong set đấu này. Ok, anh Nguyễn Đình Sung, Common 1, người chia sẻ tuyệt vời quá. Trong set đấu vừa rồi thì Hùng có một chút thiên hướng cổ vũ cho cặp đôi phía gần màn hình hơn. Không phải Hùng thiên vị bởi vì đều là anh em nhà mình cả. Nhưng mà cổ vũ cho đôi gần màn hình để anh em mình được xem set 3. Set 3 này thì phải cổ vũ cho cả hai một cách công bằng và công tâm nhất. Hùng ơi, Quốc Học giả thái vừa rồi trận chung kết mệt thế có đánh được không Hùng? Quốc Học giải thái à? Quốc Học giải thái trận chung kết vào đánh được khoảng lửa xét thì xin thua Vũ Thiết anh ạ. Thiết nó lì lắm. Quốc Học tại giải Thái Nguyên thì trận ngay trận đấu đầu tiên ở nội dung đồng đội đã gặp Vũ Thiết rồi.
lúc đấy thì tình trạng sức khỏe hoàn toàn khỏe, hoàn toàn ok 100%. Tuy nhiên là có vẻ là khởi động chưa kỹ, chưa vào tay, nên là tại cái giải Thái Nguyên đấy thì trận vòng loại thì Quốc Học thua Vũ Thiết. Nhưng mà vào trận chung kết thì Quốc Học lại hết pin, nên là gặp Vũ Thiết thì lại hy sinh, bởi vì Thiết nó lì lắm, đánh đến lúc đánh chán quá không đánh được nữa. Thiết nó khỏe quá. Nhưng phải nói là Quốc Học mà vào được trận chung kết là phải nói cực kỳ bản lĩnh ấy ạ. Đây, Quốc Học giải Thái gặp anh Minh Phú tay vợt áo trắng phía gần màn hình đây. Xong rồi sau đó lại vào gặp Thật Quán Thanh Tùng, rồi sau đó là lại vào gặp Long Phèng, ba tay vợt tên tuổi hàng đầu của cầu lông miền Bắc luôn. Chúng ta đến với xe đấu thứ 3 nào. Rồi anh Phú Hưng giao cầu, Minh Phú đỡ cầu. Chiến thắng sẽ cho cặp đôi nào, phản cầu rất hay. Điểm số 1-0 cho Dương Hưng, anh em dự đoán lại được không? Ok, Tú Thái Bình không tham gia giải này. Hello anh Trúc Lâm, đây là giải Hà Nội mở rộng anh ạ. Hai không, bên kia đang ép cầu rất gắt. Anh em có thể đưa lại dự đoán không? Anh em mình comment hẳn là đôi nào xa màn hình hay đôi gần màn hình thắng nào. Vẫn qua, cảm giác tốt quá nhờ. Thằng Dương nó thủ khó chịu. Rồi, một pha đập cầu rất thông minh. Một pha đập cầu chéo sân xỉa nách rất khó chịu ạ. Điểm số 4-0 cho cặp đôi Dương Hưng. Mọi người thấy chưa? Hello Long Hồng. Dương Hưng đang dẫn trước 4-0. Thực sự khá khó tin. Cầu lắt léo thế nhờ. Dương nó đánh cầu khó chịu ghê. Điểm số 5-0 rồi, giống hết xét đấu thứ 2. Xét có 21 thôi, trôi 5 quả như này dễ hy sinh lắm. Hello, giới thiệu đến mọi người trọng tài anh Vương Nguyễn. Trọng tài rất là đẹp trai và chưa có người yêu. Hình như có vợ rồi. Anh Vương ơi. Anh Vương. Ok, trọng tài chào mọi người nhá. Anh Vương Nguyễn chuyên bắt các giải đấu cầu lông phong trào cũng như là cả giải chuyên nghiệp, giải Sipucha Hà Nội anh ấy cũng bắt. Anh luôn có mặt trong tổ trọng tài của các giải đấu khu vực Hà Nội. Anh Minh Phú phải hơi trùng rồi. Điểm 6-0 cho cặp đôi Dương Hưng rồi. Ok Long Hồng xét 3 em ạ. Hello Vũ Thiết. Dương nó đặt cầu khó chịu nhờ, cao rồi. Vẫn còn bọc lót cho nhau rất tốt. Nộ hứng quá nhờ. Dương phun thủ. Mỗi tội chân không thể chạy được. Điểm số đầu tiên cho Minh Phú và Nguyễn Giang, 1-7 thì phải. Điểm 1-6. Dương cổ tay tốt lắm. Trọng tài xác định cầu trong sân. Điểm 2-6. Vẫn trong sân, thủ rất hay. Điểm số 7-2. Không biết giải này đánh cầu gì nhỉ? Chưa giải đánh cầu gì. Giải đấu năm nay đánh cầu Lotus nha mọi người. Lotus là thương hiệu thể thao của Việt Nam. Có vẻ cầu đi hơi bì một chút. Ôi, vẫn xoay sở kịp, đúng là Dương Thánh quay tay rồi.
xoay tay nhanh thật. Điểm số 8-2 vẫn còn. Một pha thì cầu chìm rất hay của anh Minh Phú, dường như lúc nãy là Minh Phú và Nguyễn Giang học pha thủ đấy hay sao ấy. Nãy cứ thấy chích chích chích. Pha thủ cầu chìm mới khó chịu lắm. Mọi người học được mấy quả đấy và đánh cầu nhàn hơn nhiều. Bỏ cầu chính xác. Dương, mẹ máy, tay máy mẹ ơi. Đổi điểm 5-9 cho Minh Phú và Giang Nguyễn, chưa biết trận này đôi nào sẽ thắng đâu. Hùng nghĩ rằng sẽ có sự rượt đuổi điểm số và sẽ có sự cân bằng, và sau đó đôi nào thắng thì không quan trọng nữa. Ta cổ vũ cho Nguyễn Giang Minh Phú đuổi kịp điểm số nào. Vội vàng rồi. Điểm số 15 cho Dương Hưng. 15. Trận 77, trận bán kết. Hai đôi đang có 50, mời đôi thắng đang có thành liêu gặp đôi quanh đường phải đứng về sân số 6 nhiều. Ok, chúng ta tiếp tục với set đấu thứ 3, trận đấu giữa Hưng Dương và Giang Phú. Gặp đôi thủy thủ Nam Thanh Liêm về sân số 7 nhiều. Tôi xin nhắc lại. Cầu tốt. Điểm số rút ngắn 7-12 cho cặp đôi Giang Phú, 7-12. Nam Thanh Liêm đôi vượt qua Hoa Đình, gặp thủy thủ Nam Thanh Liêm về sân số 7 nhiều. Bắt cầu ngang rất hay từ Nguyễn Giang. Điểm số rút ngắn 8-12. Một pha phản cầu rất chủ động của Minh Phú, nhưng đó là tình huống cầu không qua lưới. 13-8, khoảng cách vẫn là 5 điểm. Một khoảng cách phải nói là tương đối an toàn cho Dương Hưng. Dương có thủ tì khó chịu nhờ, lên lưới rất nhanh, cầu không qua lưới. Trận 79. 93. Trận 79. Đôi nam nữ 41-50, mời đôi thủy thủ Hoa Kỳ gặp đôi Việt Hàn của Trung Mỹ. Điểm số 9-13. Trận đấu thứ 3. Tôi xin nhắc lại. Trận 79. Đôi nam nữ 41-50. 13. Mời đôi thủy thủ Hoa Kỳ. Vận động viên Dương có cái tay rất tốt, tuy nhiên điểm yếu của anh chính là nằm ở chân. Chân của vận động viên Dương di chuyển hơi kém so với các vận động viên còn lại. Và một cầu rất hay của Nguyễn Giang, 11-13. Liên tục là những điểm số cho cặp đôi Phú Giang. Đó là một quyết định khá chính xác. Hưng Dương nên nghỉ một chút để cắt dây trận đấu của đối thủ. Ok, cuối cùng thì cũng cắt được dây rồi. Điểm số 14-11 cho Dương Hưng.
Giang Phú đang rất sốt ruột. Bên này thủ lì quá. Hay quá nhờ. Cầu không qua lưới. 15-11. Từ sau cố gắng ăn no vào Dương ạ. Ăn no đánh mới hay. Hôm nay Tùng Dương kêu em ăn no lắm không đánh được đâu. Nhưng mà hình như là ăn no thì đánh rất là hay ra ấy. Vào tay thế. Mười lăm mười một rồi, khó khăn đang đè nặng lên vai của hai vận động viên Minh Phú và Nguyễn Giang. Anh Hưng bắt cầu ngang thực sự quá hay luôn, vẫn trong sân. Tiếp tục là một tình huống bỏ cầu không chính xác của anh Phú. 16-11. Bên kia xin ra ngoài. Vâng, trong tình huống như thế mà anh Hưng vẫn vít cầu xuống được. Hay nhờ. Cao rồi. Nhưng Nguyễn Giang đã không kịp ép cầu trong tình huống đó, vẫn còn. Dương cổ tay máy luôn. Rồi, Nguyễn Giang đang như kiểu hổ trơ vô môi vậy. Cầu không qua lưới. Đổi điểm 12-16, Nguyễn Giang giao cầu. Cầu tốt. 17-12, khoảng cách rất là 5 điểm. Thực sự là quá khó khăn cho Minh Phú và Nguyễn Giang. Hưng Dương đang rất sung. Dường như họ phun thủ và phun công luôn. 17-12, trận đấu thứ 3. 18-12 rồi. Dường như trận đó lại càng trở nên dễ dàng hơn cho Dương Hưng trong cuối trận đấu này. Liệu rằng Minh Phú và Nguyễn Giang có đủ bản lĩnh để có thể xoay sở trong một tình huống vô cùng khó khăn như thế này. Chém cầu hay quá nhỉ. 19-12. Đúng là trong cầu lông không nói trước được điều gì. Lúc nãy xem xong xem một thì ông cứ nghĩ rằng Minh Phú và Nguyễn Giang sẽ ăn cơ. Nhưng đến thời điểm này thì khả năng là Minh Phú và Nguyễn Giang dụng rồi. 20-12 rồi. Bất cứ điều gì có thể cũng có thể xảy ra. Đúng là trong thi đấu không thể dự đoán trước được điều gì hết. Đập cầu tốt từ Nguyễn Giang. 13-20. Cơ hội là rất mong manh. Ba 20. 7 điểm. Pha dứt điểm không thể chê vào đâu của Tùng Dương. 21-13. Một chiến thắng quá cách biệt. Xin chia buồn Nguyễn Giang và anh Minh Phú. Tuy rằng đã ra sân dạo cầu rất sớm nhưng dường như sự cố gắng ngồi lại bàn để ăn được nhiều hơn, để có sức khỏe tốt hơn của Tùng Dương đã giúp anh có một thể lực cực kỳ tốt trong sung mãn trong trận đấu này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo của Hùng.